Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Asuka tiểu đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, bảo thi shop 714-230-5591. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới trong ngày thứ ba hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Rất nhiều các bản tin và cũng như một số các bản tin được cập nhật và tin mới trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết của ngày thứ ba hôm nay. Trời sáng nay mát lạnh 60 độ thôi. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà anh, sáng thấy là lạnh vậy đó, nhưng mà đến khoảng 3-4 giờ chiều đó thì thấy cũng nó hơi nóng một tí. Và họ cũng nói là hôm nay đó sẽ là cái ngày mà nhiệt độ ấm nhất ở trong tuần. 76 độ là không có đúng thưa quý vị, nhưng ngày hôm qua họ cũng ghi 76-77, nhưng buổi trưa hôm qua nhiều lên đến khoảng 81-82. Thì hôm nay nó cũng cỡ đó, 82-83 độ thưa quý vị. Và tại vì gió không có nhiều, dưới 10 dặm cho nên mới thấy nó hơi hầm một tí. Nhưng mà bắt đầu qua ngày mai về dần cuối tuần đó thì thấy nhiệt độ giảm hẳn, mà những ngày cuối tuần thì trời nó âm u và còn có cái cơ hội mà mưa nữa, cho nên là họ nói từ đây đến cuối tuần trời sẽ mát rất nhiều thưa quý vị. Điều thú vị là vào thời điểm này ở California, đặc biệt là miền Nam California, quận Cam, mặc dù nắng ấm, nếu mà ngồi trong xe nhưng quý vị bước ra đường thì gió thổi rất là mát. Đó là thú vị vô cùng. Dow Jones, thị trường tài chính đều tăng màu xanh ngày hôm nay. Dow Jones lên hơn 75 điểm, Nasdaq lên 38, 18.013. Đây là các con số rất tốt. Và nếu hết tuần này mà thị trường vẫn có màu xanh hoặc là Nasdaq giữ ở mức 18.000 điểm thì đó có nghĩa là trong tháng 9, lần đầu tiên sau 5 năm, một tháng 9 của nước Mỹ mới có thị trường màu xanh như thế. Thưa quý vị, 5 năm trời vừa qua, S&P 500 lên hơn 4 điểm và cũng là mức kỷ lục mới 5.723. Dow Jones bây giờ là kỷ lục rồi, 42.203 điểm. Công trái phiếu 10 năm là 3,75. Và khi nói đến công trái phiếu, làm chúng ta nhớ tới tiền lời mua nhà và mượn nợ dựa trên cơ bản công trái phiếu 10 năm. Hôm nay chúng tôi cũng có tin tức liên quan đến các vụ lừa đảo về mua bán địa ốc ở tại California tăng rất mạnh trong thời gian qua. Giá dầu lên 88 sen, 71 đồng 25 sen vẫn ở mức thấp, miễn làm sao đừng vượt quá 75 đồng. Vàng tiếp tục lên, mỗi một ngày vàng lên là kỷ lục mới, gần 19 đô la, 2671 đô 20 sen một troy ounce. Thưa quý vị, chính quyền tiểu bang California vào ngày hôm qua đó chính thức nộp đơn kiện công ty ExxonMobil với cái lý do mà phía ông Rob Bonta, Bộ trưởng Tư pháp California đưa ra, đó là ExxonMobil trong suốt mấy chục năm trời đó cố tình gây ra một cái hiểu lầm là việc tái chế rác thải nhựa là một cái việc khả thi, trong khi thực sự ra đó lãnh đạo của ExxonMobil biết là cái điều này là điều không thể. Thì tại sao lại có cái chuyện này thưa quý vị? Quý vị cũng biết ExxonMobil đó là họ produce xăng dầu, mà cái việc khai thác xăng dầu đó khi mà đốt nó ra fossil fuels, và fossil fuel thì nó ra cái plastic là cái giống như là cái byproduct của cái fossil fuels đó, thì nó quá nhiều như vậy đó, bắt đầu khoảng từ thập niên 70, đây là cái lập luận của phía chính quyền California thôi quý vị, thì từ thập niên 70 đó công ty này bắt đầu mới bỏ tiền ra để mà quảng bá và bắt đầu tìm kiếm những các nhà khoa học, rồi họ đưa ra những cái giống như là cuộc nghiên cứu nói là rác thải nhựa có thể tái chế được sau khi mà biến nó thành những cái món đồ dùng. Tại vì plastic đó khi mà mới để mà biến nó nên chế biến thành những cái muỗng, nĩa, dao hay là những cái hộp mà chúng ta to go đi đó thì nó rất là rẻ để có thể xài, nhưng mà một khi xài xong rồi đó, cái đó nó là plastic waste, thì
tái chế plastic waste lại vô cùng tốn kém. Nhưng mà lúc ban đầu đó, để giải quyết những cái plastic là thải ra mỗi ngày quá nhiều, thì ExxonMobil họ phải bây giờ phía ông Rob Bonta nói là họ bắt đầu một cái campaign, một cái chiến dịch lâu dài, và cứ bỏ tiền ra kêu gọi là plastic đó chúng ta xài được, bởi vì xài xong thì có thể tái chế. Nhưng mà bây giờ ông Rob Bonta ông nói là sau một thời gian văn phòng của ông mở cái cuộc điều tra đó, thì cái việc tái chế này nó không có bao nhiêu hết. Ông nói là chính những cái người lãnh đạo từ cấp trên ở ExxonMobil đó biết là 95% plastic waste không thể nào mà tái chế được. Và phía ông Rob Bonta nói là ExxonMobil đó cứ giống như là đổ tiền ra để mà lừa đảo mị dân cả cái đất nước này là có một cái chuyện về tái chế rác thải nhựa. Thì đơn kiện nói là như vậy. Và phía ông Rob Bonta bây giờ nếu như mà thắng kiện đó, bắt buộc ExxonMobil phải bỏ tiền ra từ cái việc thu lợi nhuận lại từ cái việc mà khai thác xăng dầu đó, để mà đền bù cho cái vấn đề này. Thì phía ExxonMobil đó thì họ lại nói là cái hệ thống recycling của tiểu bang California đó nó thất bại mấy chục năm nay rồi về cái vấn đề rác thải nhựa, và bây giờ phía tiểu bang California thì chỉ đang tìm một giống như là một ai đó, một cái công ty nào đó để mà đổ lỗi. Và ExxonMobil họ cũng nói cái chuyện mà tái chế đó là ai nó cũng biết là tốn kém rất nhiều, thì bây giờ họ nói là tiểu bang California chỉ đang bắt những cái như là những cái công ty lớn để mà có một cái chỗ để moi móc tiền cho cái chuyện rác thải nhựa này. Thì đây là một cái đơn kiện mà phía các chuyên gia đó họ nói là phía tiểu bang California đang đi mà khá là hiếm gặp thưa quý vị, tại thường đó là sẽ bắt những cái công ty mà sản xuất những cái vật dụng bằng đồ nhựa chẳng hạn, nhưng mà bây giờ California lại ý họ nói là những cái công ty đó đó chỉ là ở dưới thôi, đầu sỏ chóp bu chính là những cái công ty ở trên khi mà produce ra fossil fuels rồi làm ra thành plastic để những cái công ty khác mua cái plastic đó về và sản xuất ra bao ni lông nhựa rồi dao muỗng nĩa nhựa vân vân. Dầu thưa quý vị, một mặt đó, họ lọc để làm xăng, nhưng mà quan trọng nhất đó là lọc ra bao nhiêu sản phẩm đến từ dầu hỏa cả thế kỷ nay rồi, mà trong đó một trong những sản phẩm chúng ta sử dụng nhiều nhất là plastic. Thực ra tái chế được, nhưng mà trong bản tin nói đó là với cái nỗ lực để tái chế hiện nay đó, nó khó khăn vô cùng, giá cả rất cao. Và chúng ta cũng biết ở California, việc tái chế này nó còn đòi hỏi nhà kho chứa rồi các vận chuyển và tiền lương cho công nhân cũng như điều hành cơ xưởng để tái chế. Ở các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, họ lấy bao nhựa, bao rác họ tái chế, điều đó đúng, được, bởi vì cái giá nhân công rẻ. Nhưng mà California thì quá đắt, chưa kể bây giờ họ nói rằng, Exxon đã nói rằng cái việc tái chế này có thể làm và cũng có thể họ dựa vào những cái chi tiết liên quan đến giá thành sản phẩm. Một bao, tức là nửa ký lô nhựa mà tái chế, nó đắt hơn một ký lô mà dầu lọc ra. Đó là vấn đề. Thà là lấy đồ, những cái sản phẩm từ dầu làm ra nó rẻ hơn nhiều, bởi vì đó là tiến trình lọc xăng. Còn bây giờ lấy nhựa này mang về xong rồi, chưa kể đó là California còn tặng cho 5 sen một cái ly này nữa. Cái tiền 5 sen nó quá nhiều so với cái số nhựa. Nhưng mà để khuyến khích người dân tái chế thì cái 5 sen đó quý vị tưởng tượng rất là đắt đỏ cho California phải hoàn lại số tiền đó. Chưa kể là các công ty khi mà họ sản xuất ra các chai nước vân vân đó và được California trao tặng lại 5 sen, họ lại có lời mà không dùng 5 sen đó để tái chế. Và chúng ta bán và nỗ lực mà, chúng ta không có muốn bỏ những cái sản phẩm này trong thùng rác mang đi vứt. Chúng ta giữ lại, và có những người thực sự họ đi lụm chai, hoặc có những người họ tích trữ. Nhưng mà quý vị thấy không, mang nguyên một cái bao ra bán được 8 đồng bạc, 5 đồng bạc, không đáng cái tiền xăng để chạy đến nữa. Cho nên phần lớn
bao thải rác nhựa lẽ ra được vào trong cái recycle center, trung tâm tái chế, thì không, chúng vứt ra ngoài đường. Thì đó cũng là lý do tại sao ông Gavin Newsom phải ký vào nỗ lực để mà bỏ hết các bao rác. Rồi cái straw, cái ống hút nhựa cũng thế. Nhiều nơi bây giờ họ phải tránh sử dụng cái ống hút nhựa bằng ống hút giấy, vân vân. Nỗ lực này nhưng mà không biết làm thế nào, bởi vì tốn kém là điều vô cùng quan trọng, thưa quý vị. Cũng ở California, một mặt là kiện ExxonMobil, mặt khác á, ngày hôm nay tin tức ghi nhận, đây cũng là tin rất vui và chúng tôi hoàn toàn đồng ý, là cấm trẻ em mang, học sinh á, mang điện thoại vào lớp. Chúng tôi tiếp tục với bản tin này từ California, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, báo thi shop 714-230-5591. Hôm qua thì ông thống đốc California Gavin Newsom ký hàng loạt các dự luật để trở thành luật có hiệu lực vào năm 2026. Trong số này, một trong những luật mà nhiều phụ huynh cũng mong muốn lắm, bởi vì rất nhiều các em vào không học mà cứ lo texting, rồi TikTok, Instagram, đủ hết. Cái điều đó nó đã gây ảnh hưởng, rồi chưa kể là ảnh hưởng luôn các em ngồi cùng học trong lớp và thầy cô giáo. Thực ra trước khi mà có dự luật này đó, nhiều thầy cô giáo đã than phiền, và thậm chí có những trường, các lớp họ cũng tạo ra các quy định riêng, nhưng mà rồi cũng phiền, bởi vì làm như thế nó không có đồng bộ. Và nhiều phụ huynh cũng chỉ trích, nói rằng bây giờ nhiều cái trong trường hợp khẩn cấp tôi cần liên lạc với cháu, không cho nó điện thoại làm sao tôi liên lạc. Đó cũng là một mối quan tâm. Thế nhưng cuối cùng thì ông thống đốc xét đến cái vấn đề có lợi hơn, nhất là cho các em học sinh. Không phải là những em không chịu học, nhưng mà những em cần tập trung trong lớp, mà mấy đứa ngồi sau nó cứ điện thoại, nó bàn tán vân vân. Đó là cái tệ trạng trong trường học của Mỹ này. Luật mang tên là AB3216 yêu cầu toàn bộ, bắt đầu vào tháng 7 năm 2026 là bắt buộc. Thế nhưng trong thời gian qua đó, bắt đầu California đã yêu cầu các học khu được quyền tự quyết là có cho các em sử dụng điện thoại trong lớp học hay không. Nhưng mà bây giờ, từ bây giờ trở đi đó, là cho phép các trường học loại qua những cái than phiền của phụ huynh. Lẽ đương nhiên có người chỉ trích, nói rằng trong trường hợp mà nổ súng thì như thế nào, thì trường cũng phải tìm cách, một cái phương pháp nào đó để trong trường hợp xảy ra vụ nổ súng, các em sẽ có điện thoại để liên lạc với gia đình phụ huynh, rất là lo ngại. Chưa kể đó là tùy theo mỗi một lớp, có những lớp thầy cô giáo thí dụ như dạy các em về AI, thí dụ thôi, thì các em vẫn được sử dụng điện thoại trong lớp học, tùy theo các môn và trong cái ngày mà thầy cô giáo thấy rằng cần thiết để có thể giúp cho các em có điện thoại để học GPS hoặc nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên phần lớn các em vào trong lớp là ngay lập tức alê hấp, cắt hết, không được điện thoại, và sẽ có những cái quy định để thầy cô giáo trừng phạt các em nếu như các em cố tình để giấu điện thoại liên lạc texting ở trong lớp. Thì đây là một trong những nỗ lực rất quan trọng nhằm mục tiêu để bảo đảm sự tập trung của các em và hỗ trợ cho các thầy cô giáo, thưa quý vị. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì con trai của
tay súng mà suýt nữa ám sát được ông Trump đó. Quý vị nhớ cái tay súng tên là Ryan Ruth, thì con trai của ông Ryan Ruth này vào ngày hôm qua mới vừa bị FBI bắt vì cái tội là tàn trữ phim khiêu dâm trẻ em. Quý vị cũng nhớ là sau khi mà Ryan, chúng tôi tìm không có được cái hình của ông này thưa quý vị. Đây là bản tin từ ABC News cho thấy là trong cái đợt mà Ryan Ruth ám sát Hụt xong đó, thì đương nhiên là y bị bắt rồi FBI mới đến nhà riêng của y ở tại quận Guilford ở North Carolina. Thì Ryan Ruth sống chung với người con trai thưa quý vị, ông con trai tên là Oren Ruth, thì đương nhiên sẽ tịch thu hết tất cả những cái thiết bị điện tử ở trong căn nhà đó. Lúc đó là người ta chỉ muốn tìm hiểu xem là Ryan Ruth giống như là lên trên mạng ở đâu, rồi có tham gia vào những cái nhóm quá khích hay gì không. Thì ai mà ngờ khi mà tịch thu hết tất cả những cái laptop rồi cell phone đó, thì bất ngờ là FBI họ lại thấy trong cái laptop của Oren Ruth thưa quý vị có hàng trăm cái folders chứa những cái đoạn video khiêu dâm mà nạn nhân trong đó là những đứa con nít. Thì và sau đó phía FBI họ lại mở một cuộc điều tra riêng về cái tay Oren này. Thì họ thứ nhất trong những cái laptop đó thì họ thấy được là y vào những cái trang web mà khiêu dâm mà phải trả tiền đó thưa quý vị, để mà có thể download được những cái đoạn video đó. Và thứ hai nữa là y tất cả những cái cell phone ở trong nhà bị tịch thu, thì FBI họ tìm được hai cái cell phone Samsung, một cái đó y giấu ở dưới cái gầm giường. Thì tìm ở trong đó FBI họ nói là có những cái đoạn đó nhìn thấy là giống như là quay được từ một cái gia đình nào đó. Thì cuối cùng khi mà bị FBI thẩm vấn đó, thì Oren Ruth khai là y đọc được những cái quảng cáo của ai đó không biết thôi quý vị, có thể là một cái gia đình nào đó có con, nhưng mà bọn chúng quay lại những cái cảnh đó và bắt đầu đem rao bán ở trên mạng. Thì những cái tay mà biến thái như Oren Ruth đó tìm đọc được những cái đoạn đó và hẹn ra ngoài trả tiền cho cái nhà nào có cái đoạn video đó, và thế là y lấy cái đoạn video bỏ trong cell phone của mình để mà tự xem. Thì bây giờ cái tay Oren Ruth này không liên quan gì hết, nhưng mà bây giờ chính thức bị bắt về cái tội tàn trữ và chứa trái phép những cái đoạn video khiêu dâm của con nít. Thực ra thì có việc truy tố được hay không là một vấn đề khác, bởi vì nếu có luật sư giỏi họ sẽ nói rằng những bằng chứng, tăng vật chứng mà FBI lấy đó là sai trái, bởi vì chát tòa chỉ đến để lại cho phép lấy các dữ kiện liên quan đến vụ âm mưu ám sát của ông bố là Ryan Roop. Cho nên nếu mà luật sư họ sẽ nói rằng phải có một cái chat khác. Thí dụ như là có người tố cáo Ruth là có mối quan hệ hoặc là tìm kiếm hình ảnh dâm ô với trẻ em. Lúc đó FBI sẽ xin chat tòa để mà tịch thu các máy laptop. Thì bởi vì đó là cuộc điều tra trực tiếp liên quan đến vụ này. Còn tình cờ mà lấy thì có thể bên phía công tố viên họ sẽ tìm kiếm một giống như một cái luật lệ ô dù, tức là nếu khám xét thì tất cả những cái hành vi tội phạm sẽ gán vào, nhưng mà một lần nữa luật sư họ sẽ tìm cách chia cái vấn đề này ra, và tòa có thể chấp nhận bên phía luật sư, tức là bên bị đơn á, là nói rằng đồng ý nếu các anh điều tra thì các anh có thể điều tra riêng biệt. Nhưng mà để đưa những cái bằng chứng mà các anh lấy từ cái vụ tìm kiếm điều tra âm mưu ám sát thì không có được nộp ở ngoài tòa. Nếu có bồi thẩm đoàn thì bồi thẩm đoàn sẽ không xem được các bằng chứng đó, mà phải tìm kiếm những cái bằng chứng mới, thì cái vụ đó lại dính đi. Ngay cả trường hợp của ông Ryan Wood, quý vị, kẻ mà đã mang súng tới Mar-a-Lago sân golf để tìm cách bắn ông Trump á, đến bây giờ FBI và công tố viên họ không có truy tố ông về tội ám sát Hụt hoặc là âm mưu ám sát luôn nữa. Họ chỉ nói là bây giờ bị truy tố về tội sở hữu súng bất hợp pháp thế thôi. Còn bởi vì ông chưa bắn. Rồi ngay cả họ nói có cái trường hợp ông viết những cái đoạn mà nói rằng tại sao ông mưu sát vân vân này nọ đó. Luật sư họ sẽ tìm cách nói đây chỉ là những cái đầu óc ông này bị hoang tưởng, những cái bằng chứng để cho thấy các lập luận bên phía công tố nói rằng ông thực sự muốn giết ông cựu tổng thống là điều không có.
đây chỉ là những cái âm mưu, nhưng mà không có ghén vào cái tội âm mưu ám sát ông Trump được. Ở tại California ngày hôm nay cũng là một cái khuyến cáo theo các báo cáo của FBI về dữ liệu liên quan đến tội phạm đó. Họ nói những cái vụ mà lừa đảo mua bán địa ốc ở trên mạng ngày càng nhiều. Mới đây có một phụ nữ xém mất may mắn vô cùng, mất 400.000 Mỹ Kim tiền đao để mua căn nhà ở California này. Người phụ nữ này tên là Rana Robillard. Chỉ là một cái bản tin thí dụ điển hình trong cái phần tin tức này ở tại California. Bà thông qua một trang mạng mua bán địa ốc ở trên mạng. Và sau đó liên lạc hai bên. Thậm chí bà nói chuyện được với người bán nhà rồi công ty giao dịch địa ốc á, đại diện. Thì cuối cùng thì chuyển tiền thôi. Thì chuyển tiền vào trong ngân hàng 400.000 Mỹ Kim. Thế nhưng sau khi chuyển á, bà liên lạc thì thấy rằng ủa, bên kia nói là chưa nhận được. Từ đó bà xin nghi. Thế là bà mới liên lạc ngay với cái nơi mà bà đưa vào số tiền 400.000 này đó. Cộng thêm với cuộc điều tra của CNBC trong các nỗ lực này. Thì cuối cùng họ mới lần ra được là bọn lừa đảo đã lấy được 400.000 đó. Nhưng mà chúng không có rút ra được liền ngay lập tức. Mà chúng phải nộp vào deposit trong các chương mục ngân hàng lừa đảo. Chúng tôi tiếp tục với tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, báo thi shop 714-230-5591. Theo dữ liệu của FBI liên quan đến các tội phạm băng nhóm trên khắp nước Hoa Kỳ, riêng California, thưa quý vị, là cái tình trạng lừa đảo địa ốc tăng mạnh nhất. Vào năm 2005 cho tới 2015, mỗi một năm chỉ có vài triệu Mỹ Kim trong các vụ lừa đảo này thôi, mà cũng khó khăn. Nhưng mà đặc biệt từ 2022 trở đi, cái số tiền mà lừa đảo qua địa ốc riêng California không thôi là gần nửa tỷ. 425 triệu đến 450 triệu Mỹ Kim. Lý do cơ quan FBI và các chuyên gia về địa ốc giải thích là cái tình trạng đơn giản hóa các thủ tục mua bán địa ốc, và phần lớn bây giờ nó qua mạng. Chúng tôi thấy là đó là lý do mà tại sao nên có một người đại diện địa ốc để đứng làm trung gian. Chưa kể đó là đơn giản hóa các thủ tục ký giấy tờ. Chúng tôi nhớ ngày xưa đó, để ký nội cái chuyện mà ví dụ mình lấy tiền nhà ra không thôi, hoặc là tái tài trợ thôi. Ký một đống giấy như thế này nè. Nó còn nhiều hơn là mua xe hơi nữa. Gấp 3 lần. Mua xe, quý vị thấy ký khủng khiếp không? Mà phải có cái chữ ký tay của mình. Thì khi mà close escrow á, tức là hoàn tất các thủ tục rồi, ngồi ký khủng khiếp. Đó là trường hợp nếu một chủ nhà đứng ra đại diện. Còn nếu mà có hồ sơ đó là cặp vợ chồng, hai vợ chồng phải ký luôn. Hồ sơ nó dày như thế này. Có người notary đàng hoàng xong để lăn tay đủ hết mọi chuyện. Bây giờ nó đơn giản đến độ đó là nơi mua bán địa ốc, họ mua nhà của mình rồi bán nhà. Bởi vì bây giờ có những cái trang mạng, có những cái công ty họ đứng ra họ mua bán rất là nhanh. Thưa quý vị, chỉ cần thôi họ lấy được giấy tờ liên nhà của mình như thế nào, hoặc là nhà quý vị đã trả xong rồi, quý vị bây giờ cầm giấy tờ nhà, mọi thứ họ làm qua mạng hết. Và đó là lý do cái vụ lừa đảo ngày càng nhiều. Có cách nào đó cái bọn mà hacker, tin tặc và lừa đảo á, chúng giả. Thí dụ như là hãng ngày xưa chúng tôi nhớ đại diện là Merrill Lynch á, thì có cái hình, thì bây giờ chúng giả luôn cái logo. Và qua đó làm thế nào chúng intercept, có nghĩa là xen vào được. Chúng gửi cho quý vị những cái thư, y chang những cái thư mà quý vị đã liên lạc với công ty môi giới địa ốc. Thế là
một trong những người bị này, trong đó bà Rona đó, bà thấy ô, email nói gửi tới nói rằng ok, bây giờ mọi thủ tục đã xong hết rồi, đây là cái thời điểm cuối cùng, à, cô làm ơn deposit 400.000 Mỹ Kim, có nghĩa là chuyển ngân. Thế thì để mà chuyển ngân thì cô phải vào trong ngân hàng của mình, xong rồi có cái account chuyển qua đó. Sau khi chuyển rồi đó, cô gọi lại thì thấy rằng thực ra bên kia chưa nhận được gì hết. Thế là sợ quá mới nhảy đến gặp ngân hàng, và từ đó ngân hàng bắt đầu họ cũng hỗ trợ điều điều tra. May mắn trong trường hợp của bà Reina này đó là có sự hỗ trợ của các chuyên gia lừa đảo về địa ốc. Những người này giúp họ ngay lập tức truy tìm ra cái số tiền mà bà đã chuyển đi. Và cuối cùng có hai ngân hàng, một ngân hàng thì nhận đâu 125.000, một ngân hàng khác nhận được 200 mấy chục ngàn, vị chi là 400.000. Cái số tiền này may mắn là cũng khám phá sớm, cho nên cái bọn tin tặc, cái bọn lừa đảo nó chưa kịp rút ra. Nỗ lực của bọn chúng là giải cái số tiền này đi để tránh bị nghi ngờ. May mắn là ngân hàng họ thấy ô, đây là cái vụ lừa đảo, họ ngăn chặn liền, không đóng băng cái tài khoản đó, và cuối cùng lấy về được. Thì nhưng mà đó là một trong những trường hợp may mắn, còn không thì nhiều người biến mất luôn. Họ cứ ngồi chờ đợi tưởng là ô, xong xuôi hết rồi. Nhưng mà cuối cùng thì bên phía lẽ ra giao nhà thì giấy tờ nhà, có những trường hợp giấy tờ nhà là giả hết. Có những trường hợp là đóng tiền escrow giả luôn. Có những trường hợp là deposit tiền ban đầu thường là refundable, tức là tiền đó đóng nếu như mà có vì lý do nào đó trở ngại thì không có mua bán được đó thì trả lại. Nhưng mà cuối cùng bay mất luôn thưa quý vị. Cho nên họ nói rằng với những cái tình hình hiện nay đó, quan trọng vô cùng là phải trực tiếp liên lạc với nhân viên địa ốc. Tức là cho dù các công ty môi giới phải nói chuyện được với người đó. Và cái điều thứ hai đó, ký giấy tờ đó là cũng né tránh cái chuyện mà ký ở trên mạng. Họ gửi, bọn tin tặc nó ghê lắm, nó gửi đầy đủ giấy tờ. Quý vị tưởng là cứ ký gọi là digital signature, chữ ký digital, không phải là chữ ký của chính mình trên giấy tờ in ấn đàng hoàng, và từ đó dễ dàng cho bọn lừa đảo hoạt động hơn. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, ông CEO của cái công ty Novo Nordisk, là công ty có headquarter ở Đan Mạch đó thưa quý vị, là công ty mà sản xuất hai cái loại thuốc đang bán chạy nhất ở Hoa Kỳ này, Ozempic và Wegovy, phải xuất hiện điều trần ở trước Quốc hội. Cái cuộc điều trần đang diễn ra ngay bây giờ về cái chuyện đó là tại sao hai cái loại thuốc này sản xuất tất cả các ingredients giống nhau, nhưng mà khi bán ở các quốc gia ở châu Âu đó thì rẻ hơn gấp 10 lần khi mà bán ở tại thị trường Hoa Kỳ. Thì đây là ông CEO Lars Jorgensen, hiện nay ổng đang ngồi, ổng phải trả lời. Thì quý vị cũng biết là cái hệ thống y tế ở Hoa Kỳ này đó làm mà cái giá thuốc rồi giá bảo hiểm nói chung là mắc nhất trong tất cả những cái quốc gia mà tiên tiến ở trên thế giới này, mà phía quốc hội rồi không làm được gì cả. Tại cái luật lệ nó chồng chéo rồi nó nhiêu khê vân vân. Thì bây giờ đó, phía ông Bernie Sanders là thượng nghị sĩ mà dẫn đầu trong cái cuộc chất vấn ngày hôm nay, ông chỉ có muốn phía Novo Nordisk giải thích là thứ nhất tại sao cái thuốc Wegovy, thuốc này được FDA ở Hoa Kỳ chẩn thuận để mà làm một cái thuốc giảm cân, nhưng mà không phải cho người giống như ai cũng uống được, mà những người mà phải được bác sĩ cấp giấy là bị béo phì dạng nặng, mà cái béo phì nếu không giảm đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thì mới uống được cái thuốc Wegovy này thưa quý vị, chứ không phải là hơi mập mập chút xíu uống xuống để cho nó đẹp.
thì ở WeGoVy, ở các quốc gia chẳng hạn như Đức hoặc là UK, ở Đức đó, một người họ chỉ cần trả có 92 đồng một tháng thôi, còn ở UK 140 đồng một tháng. Nhưng mà khi đem vào Hoa Kỳ này đó, người đã có bảo hiểm rồi mà bệnh nhân Hoa Kỳ phải trả 1.349 đồng một tháng cho cùng một cái loại thuốc, không có cái gì khác biệt hết. Rồi Ozempic là cái loại thuốc mà trị tiểu đường type 2 thưa quý vị, thì ở Canada trả 155 đồng một tháng, supply cho đủ một tháng uống, nhưng mà ở Hoa Kỳ trả đến 900 đồng. Mà cái giá 900 này đó, ông Bernie Sanders, ông nói là Novo Nordisk họ đã giảm giá sau nhiều lần bị giống như Quốc hội Hoa Kỳ đó chỉ trích quá nhiều. Chứ lúc trước đó là khi mà Ozempic vừa mới ra là giá trên 1.500, bây giờ giảm xuống còn 900 đồng. Thì bây giờ Quốc hội Hoa Kỳ họ đặt câu hỏi là tại sao có cái giá như thế này. Thì cái cuộc điều trần đang diễn ra, nhưng mà không biết là liệu sau khi mà xuất hiện ở các cuộc điều trần như thế này, mặc dù bị chỉ trích rồi, ông này đó thì trước khi mà xuất hiện ngày hôm nay, trước đây ổng cũng vẫn nói rồi cái giá nó đội lên như vậy là tại vì cái hệ thống, cái structure bảo hiểm rồi tùm lum hết của Hoa Kỳ, cho nên ông nói là nó phải bị đội lên như vậy. Thì không biết liệu sau ngày hôm nay họ có giảm giá bớt cho các bệnh nhân hay không, bởi vì đây là hai cái loại thuốc rất là quan trọng khi mà gần 70% người dân Hoa Kỳ hiện nay đang bị bệnh béo phì thưa quý vị, và những người bị tiểu đường cũng chiếm cái con số rất là cao ở trong dân số. Thưa quý vị, ở tại Long Island, tiểu bang New York, hôm nay lại xảy ra thêm. Đây là nơi mà ông George Santos, dân biểu, đã được bầu lên. Rồi kế tiếp hôm nay, đây là dân biểu Anthony Esposito của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cái khu vực này đa số là dân chủ, tương tự như George Santos. Thời gian qua đó, những cái vị ứng viên mà dân chủ tại cái khu vực này đó lại không nhận được cái sự ủng hộ, và vì thế họ chán ngán, họ bầu cho các ghế mà những người này hứa hẹn những cái công việc, những cái nỗ lực hành động đó, không khác gì cái khu vực đại diện cho người dân chủ cả. Thế nhưng ông Esposito này đang vi phạm. Đây là một cái nguyên tắc bất thành văn. Đó là cái khổ không có luật. Chuyện gì? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591. Hôm nay tờ New York Times loan tin một vị dân biểu quốc hội đại diện cho khu vực Long Island của tiểu bang New York, ông Esposito, đã bị cáo buộc có thể, đây là chúng tôi một lần nữa đó, cái chuyện mà bất thành văn không có luật, có thể vi phạm về quy tắc đạo đức của Hạ viện. Lý do, ông thuê mướn hai người phụ nữ. Người đầu tiên khi mới vừa bước vào là ngay lập tức trong đó ông có vị hôn thê và đã mướn con gái của vị hôn thê mình vào làm việc với mức lương mới đầu thì 2.000, xong tăng lên. Cho đến giờ phút này trả 3.800 đô la làm việc bán thời gian. Mà nếu quý vị nào biết được có những công việc tại đại diện văn phòng của dân biểu quốc hội đó, công việc rất là nhàn nhã, chỉ có nhận email rồi ngồi chơi xơi nước. Thỉnh thoảng thì ví dụ như bà dân biểu về tới địa hạt của mình, hoặc là ông dân biểu về địa hạt của mình, lúc đó bà muốn đi gặp người này người kia. Chúng tôi có quen những người làm việc trong các văn phòng dân biểu đó, thì họ chuẩn bị lo các email vân vân. Phần lớn là nhận điện thoại của những người cử tri hoặc là các người quan tâm rồi hỗ trợ. Công việc rất là nhàn nhã, bán thời gian, lãnh 3.800 Mỹ Kim. Chưa hết, khám phá thêm nữa. Không biết là vị hôn thê của ông kéo dài đến bao lâu, nhưng mà mới đây họ khám phá ông thuê người tình của mình. Có nghĩa là có thể vừa là vị hôn thê
nhưng mà bị vấn đề gì đó cho nên có quan hệ tình ái với một người phụ nữ khác. Họ nêu tên người phụ nữ đó luôn và cho biết đó, cô này nhận được mức lương 2.000 Mỹ Kim một tháng làm việc bán thời gian trong văn phòng của ông. Trên nguyên tắc đó thưa quý vị, là đây là cái vấn đề đạo đức, bởi vì họ không có luật, không có cấm, nhưng mà thường là các vị dân biểu họ né tránh, thượng nghị sĩ vân vân nói chung đó, né tránh đưa người thân của mình vào trong các vị trí, cho dù đó là công việc gọi là trợ lý hoặc là thư ký văn phòng, bởi vì nó dính líu tới cái chuyện gia đình, có thể đưa ra những cái vấn đề mà mâu thuẫn quyền lợi. Thì bên phía Hạ viện đã theo dõi tin tức này, họ muốn xem coi cái tình trạng ngoài cái lương ra đó, ông có còn cung cấp thêm những cái quyền lợi gì cho người thân của mình hay không. Bởi vì dù sao là con gái của vị hôn thê, bây giờ thậm chí là có người tình, thì trao cả cái công việc cho người tình của mình, thì các nguyên tắc đạo lý này, thực ra thì vấn đề mà tù tội thì không có, nhưng mà có thể mà yêu cầu ngừng ngay các công việc này. Và điều này trở lại với quận Cam, hội đồng giám sát ngày hôm nay thứ ba họp, họ dự trù là sẽ đưa ra một nguyên tắc, đó là trong tương lai buộc tất cả các giám sát viên khi mà có các hợp đồng mà cung cấp là phải nêu rõ ai là người nhận làm những cái hợp đồng đó, để tránh trường hợp như giám sát viên Andrew Đỗ trao mười mấy triệu Mỹ Kim cho con gái của mình trong một tổ chức bất vụ lợi mà không nói rõ ra trong các cuộc họp. Thì thực ra cái đó là những cái điều liên quan tới vấn đề đạo đức, không có luật cấm thưa quý vị. Và đó là lý do vì không có luật cấm thì ông Andrew Đỗ ông làm thôi, thì không có bị truy tố trong cái trường hợp đó. Tuy nhiên truy tố ở đây là họ đã sử dụng quỹ sai trái. Mà nếu như có những cái nguyên tắc được đề ra, đây là nguyên tắc thôi chứ không có luật lệ gì hết, để yêu cầu các giám sát viên nếu có những hợp đồng bạc triệu hay bao nhiêu đó, mà mặc dù vài trăm ngàn hay bao nhiêu mà giao cho bất cứ ai trong đó có mối liên hệ gia đình vân vân, là phải khai báo. Họ muốn công khai để trong trường hợp này nếu có sai trái liên quan tới vấn đề mâu thuẫn quyền lợi hay không. Và vẫn trong phần tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây trong tuần này đó, một trường đại học ở tại Idaho bị tòa án đưa ra cái phán quyết phải đền bù cho một người phụ nữ số tiền lên đến 4 triệu vì cái trường đại học này đã xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận của bà. Thì đó là trường đại học Boise State University ở Idaho thưa quý vị. Còn cái người phụ nữ mà thắng kiện đó, đây là bà Sarah Fenley. Thì đầu đuôi câu chuyện đó là vào mùa thu năm 2020, bà Fenley đó, bà có ký hợp đồng với cái trường đại học này mở một cái quán cà phê nhỏ ngay ở trong khuôn viên của trường. Quý vị biết mấy cái trường đại học họ có nhiều mấy cái quán ăn nhỏ nhỏ như vậy lắm. Thì nhưng mà lúc đó là vào khoảng tháng 8, tháng 9 gì đó, mà quý vị cũng nhớ là vào năm 2020 đó, mới lúc tháng 5 là cái xảy ra cái chết của ông George Floyd, cho nên vào mùa thu vẫn còn đang là giống như cái phong trào chống đối và đòi defund các sở cảnh sát nó đang lên rất là cao. Thì bà này bà ký hợp đồng vào cái thời điểm đó. Thì thế nhưng cái vấn đề ở đây là bà Fenley đó, bà lại engage với một người cựu cảnh sát của Idaho thôi quý vị. Ông này trong lúc mà đi bắt cướp là di dân bất hợp pháp thì bị cái tay cướp này đã nổ súng bắn mà khiến cho ông bị bán thân bất toại. Cho nên chính vì cái mối quan hệ với sở cảnh sát, cho nên là trong lúc mà giống như người người nhà nhà chửi rủa cảnh sát rồi cứ đòi defund cảnh sát, thì bà
Fanley đó, bà bày tỏ cái quan điểm của mình, đó là bà ủng hộ cho các sở cảnh sát. Mà quý vị cũng nhớ là cái lá cờ mà đến bây giờ luôn, người ta có những người mà ủng hộ cảnh sát, lâu lâu quý vị chạy xe ngoài đường mà thấy những cái xe truck hay là cái xe mà họ dán cái cờ như thế này đó, có một cái lằn màu xanh, nghĩa là họ nói là họ ủng hộ cho lực lượng cảnh sát. Thì người phụ nữ này, bà chỉ dán cái sticker rất là nhỏ như thế này thôi ở ngay cái cửa ra vào, thế nhưng đương nhiên sinh viên nó ra vào nó mua đó thì nó thấy được, và thế là cái quan điểm của bà chọc giận một đám sinh viên thôi quý vị. Thế là một cái tổ chức sinh viên gọi là BIPOC mà đa số là người gốc Phi Châu với những người gốc da màu thiểu số đó, ngày ngày đứng ngay trước cửa cái quán cà phê của bà ở trong khuôn viên trường đại học, kêu gào rồi phát truyền đơn, kêu gọi mọi người là tẩy chay cái quán của người phụ nữ này đi. Và thật sự bà nói trong suốt những cái tuần sau đó đó, là mỗi một ngày nhiều khi bà chỉ có bán được 2-3 ly cà phê mà thôi. Sinh viên không dám vào, có những người sinh viên họ không muốn, giống như là phiền phức, tại vì nguyên một đám nó cứ đứng nó la hét sùm hết, thì những cái người mà thật sự ra họ không có quan tâm, họ lại không muốn dây vào những cái chuyện ồn ào thế này. Cho nên bà nói là suốt mấy tuần sau đó, coi như là bà bị thất thu trầm trọng. Thì đương nhiên người phụ nữ này bà ký hợp đồng với trường đại học, cho nên bà yêu cầu giống như trường đại học bảo vệ cho bà. Thì bà nói là cái đám sinh viên đó, bây giờ lúc đó lúc yêu cầu đó, thì bà nói là trường đại học, tất cả các trường họ có cái gọi là cái code of conduct thưa quý vị. Thì bà nói là cái chuyện mà sinh viên quá khích đứng ngay đằng trước cái cửa tiệm một cái business mà làm như vậy là giống như là gián tiếp, xin lỗi quý vị, trực tiếp gây ảnh hưởng đến cái công việc kinh doanh. Thì bà yêu cầu phía trường học đó dùng cái code of conduct để mà kêu cái đám sinh viên này giải tán đi. Thế nhưng đây là hình ảnh từ trong những cái buổi họp lãnh đạo của cái trường đại học này đó, liên tục tổ chức những cái buổi họp có sự tham gia của bà và cái đám sinh viên. Nhưng mà suốt trong những cái buổi họp đó đó, thì người phụ nữ này nói là cái trường học này đó thực chất đứng về phe sinh viên thôi quý vị. Tại vì trong suốt những cái tuần đó, sinh viên nó cứ chửi rủa bà, thì bà dùng cái Facebook account của cái tiệm đó, bà lên bà giải thích là tại sao như vậy, bà nói là bà không hề chửi rủa gì sinh viên hết. Nhưng mà trường đại học đó, khi mà tổ chức cuộc họp thì bà nói rằng rõ ràng họ đứng về phe sinh viên, khi mà họ nói là đang trong lúc cái chuyện mà nó chưa có vấn chưa giải quyết như vậy, bà lại dùng cái Facebook account để mà lên tiếng nói, thì họ nói là bà đổ dầu vào lửa thêm nữa thôi quý vị. Cho nên họ yêu cầu bà là bây giờ hãy giữ im lặng đi, đừng có nói gì hết. Thì bà nói là bà cảm thấy là cái trường đại học này lúc đó đã không hề công tâm để mà đưa ra một cái đường hướng giải quyết gì hết. Họ đang chuyển hướng là chuẩn bị yêu cầu bà đóng cửa một thời gian để giống như là xoa dịu sinh viên. Bà nói là bà có làm gì sai đâu, tại sao phải đóng cửa. Thì cái buổi họp cuối cùng, khi mà bà nhất định, thứ nhất bà không chịu ngừng cái việc mà ghi quan điểm của mình lên trên mạng xã hội, bà nói cái đó là quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này thưa quý vị. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, báo thi shop 714-230-5591. Vâng thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến một cái vụ kiện giữa một người phụ nữ từng có hợp đồng mở một cái quán cà phê ở trong khuôn viên của trường đại học Boise ở tại Idaho. Nhưng mà vì cái chuyện là tại vì bà ủng hộ cho lực lượng cảnh sát mà bị sinh viên quấy nhiễu, gây phiền phức cho cái cơ sở thương mại của bà. Mà cái trường đại học đó, thì như chúng tôi thưa là tất cả những cái cuộc họp sau đó đó, người phụ nữ này nói là cuối cùng cái trường đại học này đó không có đưa ra được cái giải pháp nào hết để dung hòa, mà họ bắt bà đó là thứ nhất phải gỡ cái sticker đó ra, và ngưng cái chuyện mà dùng mạng xã hội Facebook để mà nói lên quan điểm của mình. Tại khi mà bà
phân trần đó, thì cũng có những người họ ủng hộ cho bà chứ không phải không thôi quý vị. Thì họ quay ra họ chửi sinh viên rồi vân vân, cho nên là hai bên cứ chửi nhau liên tục, không có hồi kết. Và trường đại học nói là nếu mà tạm thời vẫn chưa có được đó, tại sinh viên nó cứ quyết định là nó cứ đòi bắt buộc trường nó phải đuổi bà khỏi cái quán đó, nhưng mà tại vì lúc ban đầu là kẹt có cái hợp đồng, thì ý trường đại học là nếu như bà chịu thỏa hiệp, bà làm những cái chuyện đó và tạm thời giống như đóng cửa một tuần hai tuần gì đó để xoa dịu sinh viên, thì họ sẽ tiếp tục cho bà mở cửa. Nhưng mà bà nhất định bà không chịu, thưa quý vị. Bà nói là đây là tất cả những cái chuyện mà phía trường đại học bắt bà phải làm, không có một cái giải pháp nào cho cái vấn đề của bà hết, cái này là chèn ép người ta, cho nên bà nhất định không chịu. Thì bây giờ đó, tại vì đơn kiện thông qua luật sư, luật sư của bà nói là sau cái lần họp cuối cùng đó, khi bà không chịu cái gì hết, thì trường đại học này đó lẳng lặng soạn thảo ra một cái văn bản mà bà không biết luôn, nghĩa là cái văn bản đó ngày hôm sau sẽ đưa ra tuyên bố là cái tiệm cà phê của bà này sẽ đóng cửa vĩnh viễn, họ giống như là terminate cái contract của bà early, thưa quý vị. Chính vì cái chuyện đó cho, và thật sự 3 ngày sau trường đại học này đó đưa ra cái văn bản là bây giờ họ kết thúc cái hợp đồng với bà mà không có lý do gì chính đáng hết. Cho nên chính vì vậy mà bà đã thưa kiện suốt từ đó cho đến năm đến nay, đã sau 4 năm thôi quý vị. Thì cuối cùng phía tòa án đó, thứ nhất họ nói là người phụ nữ này không có nói ra những cái câu nói gì mà gây kích động hay là thóa mạ ai hết. Bà chỉ để một cái sticker thể hiện cái quan điểm của mình. Và khi mà trường đại học đó bắt bà không được sử dụng cái Facebook để mà nói lên quan điểm của mình, là đã xâm phạm nghiêm trọng cái quyền tự do ngôn luận của người phụ nữ này. Và thứ hai nữa là phía trường đại học đó, theo như bồi thẩm đoàn thấy được, rõ ràng là không hề công bằng mà chỉ có cái giống như thành kiến với người phụ nữ này, đưa ra những cái giải pháp chèn ép bà phải, và cuối cùng là terminate cái contract của người phụ nữ này mà không có cái lý do gì cả. Cho nên bây giờ đó họ phải đền bù cho bà đến 4 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, một trong những đề tài chính trị quan trọng mà cả hai ứng viên trong đó, đặc biệt là bên phía Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris, và kể cả dưới thời của ông Biden, là child care. Rất thương vì có nhiều người họ không dám lập gia đình bởi vì cái tiền mà chi phí chăm sóc trẻ em đắt mấy trăm ngàn đô la một đứa, thưa quý vị. Cho nên một trong những và qua bản tin này mình mới thấy được đó là có những công ty ở Mỹ này, đây là công ty Au Pair in America, tìm vú em. Lẽ đương nhiên cho các gia đình giàu có, đã giàu rồi thì sung sướng vô cùng. Chỉ cần vào trong một công ty này chịu trách nhiệm là chọn lọc các cô vú em. Họ cung cấp các dịch vụ bán thời gian, toàn thời gian, tức là living child care. Con em của quý vị được vú em chăm sóc 24/24. Mà chúng tôi nhớ là nhiều gia đình ở người Việt Nam á, từ trước 75 và sau này khá giả đó, là luôn luôn có vú em. Mà công việc của vú em ở Việt Nam thì rất là nặng nhọc, đâu phải chỉ có chăm sóc mấy đứa nhỏ đâu, cũng phải biết nấu ăn, giặt giũ vân vân. Nhưng mà tùy trong mỗi trường hợp, thì đây là công ty Au Pair America. Đây là cũng là cơ hội cho các cô gái ở Việt Nam có thể sang Mỹ này làm việc có lương. Họ phải thông qua cái chương trình này, và đây là công ty chịu trách nhiệm thuê mướn những người ngoại quốc vào Mỹ làm việc thông qua chương trình đặc biệt. Họ được visa vào đây làm việc 6 tháng, 1 năm tùy theo. Nếu mà công việc họ làm việc tốt, mà người chủ thích, họ sẽ mướn. Và mỗi một người đều có cái đánh giá, mà nếu tệ quá đó, họ sẽ phải trở về nước và không được tái hợp đồng nữa. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc xảy ra trong cái trường hợp hiện nay đó, và đó là cô vú em, mà cô vú em xinh đẹp quá thì cũng phiền vô cùng, thưa quý vị. Cô vú em này ngày hôm nay được bồi thẩm đoàn ở New York buộc ông chủ bồi thường hơn 2 triệu Mỹ Kim vì cái tội quay lén cô trong phòng ngủ. Mà chúng tôi cũng không hiểu tại sao bà vợ cho phép ông này
ông này cũng còn trẻ lắm, chưa tới 40 tuổi thôi quý vị, mà lại khá giả vô cùng, làm chủ 3 nhà hàng ở New York. Ông có 4 người con, bởi vì công việc quá bận rộn, rồi bà cũng có công việc riêng nữa, cho nên hai vợ chồng ra khỏi nhà suốt ngày, mà con thì con nhỏ nữa. Cho nên họ nghĩ ngay, có dư tiền mà mỗi tháng 4-5 ngàn đô la mà. Cho nên có dư tiền thì nói rằng tại sao mình không thuê mướn một cô vú em chăm sóc 24 trên 24 luôn, đưa rước mấy đứa nhỏ chăm sóc cho tụi nó ăn, trong khi ổng thì lo việc nhà hàng vân vân. Thế nhưng không hiểu tại sao bà vợ cho phép chọn mấy cái cô vú em đến từ Colombia mới có 20 mấy tuổi thôi. Anh nói tiếng Anh rất giỏi. À, cô Andrea cho biết để đạt được cái tiêu chuẩn vào Mỹ làm việc gọi là vú em toàn thời gian đó, cô mất mấy trăm tiếng đồng hồ trải qua một cái khóa học ít nhất là 6 tháng. Chưa kể là phải biết tiếng Anh và biết các quy luật của Mỹ để tránh vi phạm. Bởi vì vi phạm một cái là bị trục xuất ngay. Và chưa kể đó là công ty họ sẽ kết thúc hợp đồng ngay lập tức. Cái chuyện như là chăm sóc cẩn thận về vấn đề với những người chung quanh. Thế nhưng đây là một bức ảnh được cô đưa ra làm bằng chứng. Cô đã gọi cảnh sát và thuê mướn luật sư và báo cho công ty của mình biết về trường hợp cô bị vi phạm, mà vi phạm bản thân của mình. Lý do ông này chắc thấy cô quá xinh đẹp, gắn trong phòng ngủ một cái máy khói, máy mà kiểm soát khói, thưa quý vị, có khói hay khí độc nó kêu lên, thì ông cài một cái camera quay lén trong cái máy này. Thoạt vào cô không để ý, nhưng mà rồi chắc có lẽ là trong lúc ngủ thì nhìn thấy, ủa tại sao cái máy khói đó nó chớp đèn. Thì cô mới nói, ủa cái máy khói mà chớp đèn lạ quá. Cô mới bắt thang lên, cô mở cái máy ra. Quý vị biết trong lúc cô làm như vậy đó, ông này ông tình cờ ông thấy, tức là ông theo dõi cô gái, tức là ngồi ở nơi làm việc mà không làm việc mà cứ lo nhìn cô vú em xinh đẹp. Ông sợ quá, ông chạy về nhà. Thì cô đã lấy được, mở ra thấy nguyên cái máy quay, cô lấy ra được. Thì trong đó có một cái con chip giữ các tài liệu. Và cô mang, cô ngay lập tức chạy đến báo. Và cảnh sát tìm thấy rất nhiều các video. Trong đó thực sự thì những cái cảnh cô thay quần áo ngủ, có thể là khỏa thân trong phòng ngủ của cô, nhưng mà vi phạm về cái chuyện riêng tư. Thì ngay lập tức Ông bị bắt ngay, cảnh sát tới nhà bắt ông này và truy tố cái tội đó, quay lén, vi phạm và chuyện riêng tư. Rất may cho ông này là có những cái cảnh không có quá nhạy cảm, và cũng may cho ông á là chưa dính líu tới cái chuyện tình dục. Bởi vì nếu như ông này, ông sử dụng các hình ảnh này mà ông phát tán trên mạng Instagram hoặc là bán cho ai đó, thì cái tội đó nguy vô cùng. Thì mới đầu đó là công tố viên New York truy tố ông về cái tội hình sự và có thể dẫn tới 4 năm tù. Nhưng mà sau đó thì họ thấy rằng đây là chuyện vi phạm đầu tiên, và trong các đoạn video không có những cái hình ảnh quá ư là nhạy cảm vân vân, và không có cái chuyện mà ép lực bạo hành vân vân. Và cuối cùng họ đồng ý ông phải trả tiền bồi thường cho cô trên 2 triệu đô la. Thứ hai nữa đó là bị quản thúc tại gia, cũng như đi học cải tạo đầu óc. Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Asuka Tiểu Đường, dầu gội nhuộm Nhật Bản, Bảo Thi Shop 714-230-5591. Và thưa quý vị, vào hôm 13 tháng 9, quý vị cũng nhớ là
hơn 30.000 nhân viên của Boeing đó đã chính thức biểu tình đình công cho cái chuyện là cái contract họ ký với Boeing đó đã hết hạn, và bây giờ phía nghiệp đoàn đại diện hơn 33.000 nhân viên này đó yêu cầu được tăng lương rồi phải có lại pension vân vân. Thì cái chuyện mà họ biểu tình rồi Boeing phải đàm phán với lại nghiệp đoàn đó đã diễn ra suốt 10 ngày nay. Thì bất ngờ ngày hôm qua đó, bây giờ phía nghiệp đoàn họ nói là Boeing đã đưa ra một cái offer mới, nhưng mà thật sự đó là không có thông qua cái process mà đàm phán với nghiệp đoàn. Quý vị cũng nhớ là thứ nhất Boeing đó, lúc ban đầu họ chỉ offer là tăng lương 25% trong 4 năm kế tiếp, và họ sẽ có một cái họ gọi là cái one time sign in bonus, nghĩa là một cái nhân viên nào mới khi mà ký hợp đồng làm việc với Boeing đó thì nhận được một cái mức tiền một lần thôi là 3.000 đô. Phía nghiệp đoàn họ nói họ không cần cái đó, nhưng mà họ muốn là phải tăng lương 40% trong 4 năm sắp đến, và phải reinstate lại cái chuyện cái pension cho nhân viên khi mà họ làm mấy chục năm sau rồi họ nghỉ hưu đó. Thì phía Boeing đương nhiên là họ không muốn cái vụ mà có pension đâu thưa quý vị. Thì trong từ bữa đến giờ đó không biết hai bên đàm phán như thế nào, mà ngày hôm qua bây giờ đó nghiệp đoàn họ nói là tự dưng Boeing bất ngờ đưa ra một cái họ gọi là final offer, nhưng mà thật sự là không có nói chuyện thương thảo với những người lãnh đạo của nghiệp đoàn, mà ngày hôm qua buổi chiều lẳng lặng đưa ra cái offer đó cho báo chí và đăng lên trên cái website của Boeing thôi quý vị. Bây giờ Boeing nói là họ sẽ chỉ tăng lương 30% trong 4 năm sắp đến, và họ vẫn giữ cái mà họ gọi là sign and bonus, nhưng mà họ bây giờ họ gấp đôi cái số tiền đó lên, thay vì 3.000 là 6.000, và họ sẽ có một cái gọi là performance bonus. Chẳng hạn người nhân viên trong vòng một tháng làm việc đó mà làm việc rất là tốt, xuất sắc vân vân thì sẽ được recognize và được thí dụ cho tặng cái tháng đó thêm extra 500 đô chẳng hạn như vậy đi. Vẫn không nói gì đến cái chuyện pension giống như phía nghiệp đoàn muốn. Thì bây giờ nghiệp đoàn họ nói là thứ nhất, cái chuyện mà tự dưng Boeing đăng cái văn bản mà đưa ra cái final offer như vậy đó là phía Boeing đã phá vỡ cái process đang đàm phán với lại nghiệp đoàn. Tại vì họ nói là phải giống như là muốn cái gì đó đưa ra những cái chi tiết, những cái điều khoản đó cho những người lãnh đạo mà là họ có một cái ủy ban đại diện cho 33.000 cái người nhân viên đó. Rồi những cái người trong ủy ban này họ sẽ bàn thảo với nhau, rồi từ từ họ sẽ thông báo xuống giống như cho 33.000 nhân viên chẳng hạn như vậy, nếu họ thấy đây là bắt đầu những cái điều khoản hợp lý. Nhưng mà không, tự dưng Boeing quăng ra như vậy. Thì họ nói đây là thứ nhất một cái chiêu của Boeing thưa quý vị, bởi vì họ nói là khi mà tự dưng 33.000 người, tại vì sẽ có những người trong thời gian qua đó khi mà đình công như vậy họ không nhận được lương, họ phải dùng tiền saving của mình đó, là cũng bắt đầu họ hơi kiệt quệ về tài chính rồi. Thì cái chiêu mà Boeing đưa ra đó là phía nghiệp đoàn họ nói là các công ty lớn rất thường hay chơi như vậy, quăng ra như vậy để khiến cho bắt đầu có một số nhân viên họ thấy là thôi cái này cũng được, chấp nhận đi để ký hợp đồng tiếp, để chúng tôi có thể có việc làm. Và trong khi phía nghiệp đoàn đó thì họ nói là không, cái điều khoản như vậy đó là không có đúng, nó vẫn xa rời với những gì mà nghiệp đoàn muốn. Và phía Boeing họ nói là cái final offer này của họ đó họ chỉ good until ngày 27 tháng 9, nghĩa là chiều hôm qua đưa, bây giờ cho phía nghiệp đoàn đúng 3 ngày thôi quý vị. Nếu mà không chấp nhận đó thì họ nói là có thể bây giờ họ không có ấy giữ cái offer đó nữa, mà sẽ tiếp tục bàn thảo tiếp, hay là bây giờ họ nói là Boeing không bàn thảo gì nữa thì là 33.000 người này coi như là chính thức bị mất việc chẳng hạn như vậy. Thì nghiệp đoàn họ nói làm sao trong vòng 3 ngày mà họ có thể thứ nhất vừa xem xét những cái điều khoản mới này của Boeing rồi bỏ phiếu trong số tổng cộng 33.000 người nhân viên này. Thì họ nói rõ ràng là Boeing đang chơi một cái chiêu mà họ nói là cố tình ép nhân viên và nghiệp đoàn, và họ nói là họ không chấp nhận cái final offer này thôi quý vị. Ngày hôm nay thêm một giới chức lãnh đạo kinh tế của Trung Quốc biến mất khỏi màn hình. Không có hình của ông này, nhưng mà bên chờ Post cho biết tên Hán Việt của ông này là Chu Hằng Bằng. Ông này đó trong thời gian qua là giữ chức phó giám đốc một viện nghiên cứu chính sách Trung Quốc nổi tiếng luôn. Và ông Chu Hằng Bằng đó giữ cái trọng trách
là đưa ra những cái con số về kinh tế và các chính sách để Đảng Cộng sản, trong đó nhân vật quan trọng nhất lãnh đạo Tập Cận Bình, có thể dựa vào để uyển chuyển trong các chính sách kinh tế. Và qua bản tin này chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia độc tài toàn trị và tự do dân chủ. Vấn đề kinh tế là một vấn đề vô cùng quan trọng trong lòng của người dân và cử tri. Và vấn đề kinh tế cũng là yếu tố để quyết định xem một đảng có cầm quyền trong tòa Bạch Ốc tại Mỹ hay không. Thế nhưng ở Việt Nam, Trung Quốc, kinh tế có đi xuống, kinh tế có như thế nào chăng nữa, nằm trong tay một lãnh đạo duy nhất mà không qua cuộc bỏ phiếu đó, thì người lãnh đạo đó có làm gì xấu thì dân chúng chịu thôi. Và đó là hình ảnh của Việt Nam, Trung Quốc ngày nay chúng ta thấy đó, là tình trạng thê thảm của nền kinh tế như thế nào, đến độ là mới đây thôi, là ngày hôm qua đó, Trung Quốc Tập Cận Bình mới cho các ngân hàng uyển chuyển hơn trong vấn đề giao dịch tiền mặt và lãi suất. Bao nhiêu năm trời sau Covid, mà lẽ ra từ người ta cứ tưởng là sau hậu Covid thì người dân rất là mừng, bởi vì họ chờ đợi lâu quá rồi. Đóng cửa, rồi mở cửa ra, bắt đầu họ đầu tư, có nhiều người đầu tư nghĩ rằng là ô hàng bán. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề mà không có uyển chuyển trong chính sách mà lại đi đương đầu với Hoa Kỳ và châu Âu, những cái lệnh trừng phạt của Mỹ, rồi cộng thêm những cái vấn đề khó khăn mà lẽ ra Tập Cận Bình có thể thực hiện được các chính sách đó thông qua những cái cố vấn trong số này, Chu Hằng Bằng, thì rất tiếc Tập Cận Bình không nghe. Đến độ mà ông chán quá đó, thì trong tháng 4 vừa qua, mãi đến bây giờ người ta mới biết được, bởi vì người ta bắt đầu đồn thổi, ủa tại sao trong các cuộc họp quan trọng kinh tế thời gian vừa qua không thấy ông Chu Hằng Bằng. Thì mới đây đó, người ta mới khám phá là bởi vì chỉ một tin nhắn thôi, thưa quý vị. Bởi vì không nói chuyện được với ai, cho nên một nhóm các kinh tế gia vân vân, các quan chức của Trung Quốc đó, họ thảo luận với nhau trong các phòng họp trên mạng xã hội. Nhưng mà cái phòng họp riêng chỉ có những người nào được mời mới vào được thôi. Nhưng mà các ông này cũng có thể nói rằng lạc quan quá đáng, nghĩ rằng những cái lời nghĩa là bàn của mình đó, nhà cầm quyền chắc không để ý tới đâu. Họ nói chuyện với nhau, và trong thông qua một cái tin nhắn, ông Chu Hằng Bằng chỉ trích chính sách kinh tế của Tập Cận Bình. Chỉ một câu nói thôi. Tại sao ông không nghe? Tại sao thay vì ông làm như thế này, không làm như thế kia? Thật là ngu đần. Thí dụ như vậy. Chỉ một cái lời nhắn nó thôi, ngay lập tức biến mất. Ông giáng chức luôn. Và bây giờ thậm chí người ta không biết ông ở đâu. Thì những cái vụ mất tích như thế này để cho thấy rằng là làm gì thì làm, nói xấu lãnh đạo là không được. Nói xấu lãnh đạo thì có muốn nói thì trình bày trong các cuộc họp, nhưng mà không được phép chỉ trích nhắm tới Tập Cận Bình. Có thể nói rằng chúng ta nên làm như thế này, nên làm thế kia. Còn cái chuyện Tập Cận Bình có nghe hay không là cái chuyện của Tập Cận Bình. Các anh chỉ có tiếng nói, trách nhiệm của các anh là cố vấn về chính sách kinh tế. Còn chuyện có làm hay không là lãnh đạo sẽ làm. Thì cái hậu quả đó đã dẫn đến việc thực ra thì các chính sách này phía Tập Cận Bình đã thấy thụt lùi quá nhiều. Địa ốc bị ảnh hưởng nặng, rồi ngân hàng bị kiểm soát, rồi mọi thứ giao dịch nó khó khăn, khiến cho đời sống của người dân. Mà tương tự như hoạt động của Trung Quốc, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng chung luôn. Ít nhất là Trung Quốc còn có các nhà kinh tế để có thể lèo lái cái chính sách. Thì người ta hy vọng đó là ông Tập Cận Bình có thể cởi mở hơn, và từ đó dẫn đến việc đó sẽ xét lại những cái chính sách với châu Âu, với Hoa Kỳ trong tương lai, để có thể giúp cho các nhà hoạt động trong đó, kể cả các nhà sản xuất ở trong nước tốt hơn. Chứ trong thời gian qua đó, trên YouTube
nhiều người dân ta thán, họ chỉ biết là quay để ta thán thế thôi, không ai dám chỉ trích lãnh đạo cả. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesontv.com, vào YouTube nhấn một nút like và subscribe. Chúc quý vị một ngày làm việc thật vui. Trân trọng kính chào.